quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 11 tháng 4, chúng ta sẽ cùng đến với một phần quen thuộc của chương trình, đó là phần điểm báo. Trong mục điểm báo ngày hôm nay, như thường lệ, chúng tôi sẽ trích dẫn rất nhiều các bài báo mà chúng tôi cho là quan trọng và đáng lưu ý trong buổi sáng ngày hôm nay trên các đầu báo như Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Pháp Luật Việt Nam hay là báo điện tử Vietnamnet. Và ngay bây giờ cho phép Hồng Quyên xin được mở đầu phần điểm báo với bài báo Tân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn gửi thư cho các giáo viên cả nước được đăng tải trên báo điện tử Vietnamnet. Trên khắp cả nước thì trên trang báo điện tử Vietnamnet hay là ở Tuổi Trẻ, số ra cuối tuần đều đề cập và đăng tải bức thư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi tới các giáo viên. Trên cương vị mới là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn chia sẻ rằng trăn trở đầu tiên của ông sau khi nhận được trọng trách này là những suy nghĩ về nghề và sự nghiệp của các nhà giáo. Chúng tôi xin được phép trích đọc cùng với quý vị. Ngành giáo dục và nghề làm thầy của chúng ta là nghề vinh quang. Nhiệm vụ càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề, yêu cầu càng cao thì vinh quang đó càng lớn. Chúng ta đang sống và làm việc cống hiến trong thời khắc mà đất nước, dân tộc đang dâng niềm khát vọng bứt phá, mong đưa cơ đồ đất nước lên một vị thế phát triển mới, văn minh và thịnh vượng. Một phần nhiệm vụ trọng đại đó phó thác cho ngành giáo dục của chúng ta. Để đảm đương được sứ mệnh này, không có cách nào khác, chúng ta cần phải kiên trì và tích cực đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới. Nhiệm vụ của chúng ta rất nặng nề, nhưng mà chúng ta có rất nhiều thuận lợi. Toàn ngành đã làm được rất nhiều việc lớn trong năm vừa qua. Đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo và chỉ hướng đã thật rõ ràng, vấn đề chỉ là cách làm. Chúng ta sẽ cùng nhau chung sức, tập hợp trí tuệ, đồng tâm hiệp lực để làm cho giáo dục ngày càng tốt thêm. Việc đổi mới cần bắt đầu từ người thầy và phát triển người thầy, đổi mới phù hợp với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, căn cứ từ thực tiễn, giải những bài toán từ thực tiễn để chất lượng giáo dục ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay theo một định hướng chiến lược. Về phía cá nhân mình là một nhà giáo, nhà quản lý, tôi sẽ làm hết tâm sức vì ngành và phát triển ngành. Rất mong toàn thể các nhà giáo, người lao động, nhà quản lý trong ngành, ngoài ngành chung sức ủng hộ. Chúng ta cùng chung tay ngay bây giờ, từ lúc này, trồng người là vì cả trăm năm. Chúng ta ươm tạo những trái ngọt cho mai sau, nhưng ngay ngày hôm nay, chúng ta và xã hội phải nhìn thấy những cây chắc khỏe và cành lá xanh tươi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những lời tâm huyết của Tân Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã dấy lên hy vọng về sự đổi mới trong ngành giáo dục theo hướng tích cực và nhân văn trong sự nghiệp trồng người. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi quyết tâm này. Vâng, sự chờ đợi là hoàn toàn hợp lý khi mà chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua, những câu chuyện về giáo dục, những vấn đề về giáo dục luôn là những vấn đề nổi cộm trong xã hội và khiến rất nhiều người quan tâm. Cũng liên quan đến câu chuyện giáo dục thì trên báo Pháp Luật Việt Nam ngày hôm nay số ra cuối tuần có một bài viết với một tâm điểm tuần này cũng rất đáng chú ý. Bài viết này được mang tên Nên trả lại chiếc roi cho người thầy. Trước cái sự việc đau lòng gần đây như là học sinh tát cô giáo Nguyễn Thị Tuất, tiểu học Sài Sơn B, Quốc Oai, Hà Nội, tố cáo nhà trường trù dập, bao che cho học sinh quậy phá, hành hung cô giáo đang là tâm điểm của dư luận xã hội. Các nhà quản lý giáo dục cho rằng học sinh đang chịu tác động từ nhiều phía, nhất là đối với thông tin mạng xã hội, trò chơi điện tử, bạo lực, thông tin xấu độc. Trong khi đó, một số bậc phụ huynh lại lỏng lẻo trong công tác quản lý con. Giáo viên thì bị hạn chế quyền dùng phương pháp nghiêm khắc để dạy dỗ trẻ. Trong mọi lĩnh vực cũng như trong giáo dục, luôn phải duy trì hai yếu tố pháp trị và đức trị. Khen thưởng khi có ưu điểm, thành tích đồng thời cũng cần phải có sự phê bình, kỷ luật khi vi phạm kỷ cương. Học sinh trong thời của 4.0 có quá nhiều thú vui cám dỗ, dễ dẫn đến những tác động vào việc học hành và thi cử. Các em sơ suất thiếu sót, thậm chí sai phạm, sai lầm cũng là điều dễ hiểu. Những lúc như vậy cần phải có sự phê bình của người lớn, của các bậc cha mẹ, thầy cô, giúp các em nhận thức được sự đúng sai để có thể sửa đổi. Bất kỳ một đất nước hay một xã hội nào mà không có sự nhắc nhở phê bình hay xử lý kỷ luật thì xã hội sẽ không còn kỷ cương phép nước. Việc không được phê bình học sinh trước lớp, trước trường đã tước bỏ quyền giáo dục của giáo viên, nhà trường, tạo cơ hội cho cách hành xử theo kiểu dân chủ quái trớn của học sinh với giáo viên, tạo tiền lệ xấu cho nhiều hành vi học sinh xem thường giáo viên. Chúng ta cũng có thể thấy rằng việc dạy và học giống như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Sơn đã có chia sẻ, trồng người là vì cả trăm năm, chúng ta yêu ươm tạo những cái trái ngọt cho mai sau, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta và cả xã hội phải nhìn thấy những cây chắc khỏe và cành lá xanh tươi. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là các trẻ nhỏ không chỉ học thông qua ở trường lớp bố mẹ mà còn học thông qua những câu chuyện ở xã hội. Vì vậy cho nên trong cuộc sống những vấn đề nào còn tồn động thì cần phải giải quyết, và sau đây sẽ là một vấn đề tồn động mà đã được quan tâm và đang được giải
giải quyết trong thời gian vừa qua. Chỉ trong vòng 2 năm gần đây thì Việt Nam đã có thêm 35 sân golf, nâng tổng số sân golf của cả nước lên 75 sân. Các địa phương đang đua nhau làm sân golf nên hàng trăm sân golf khác dự kiến sẽ hoạt động trong những năm tới. Và theo các chuyên gia, đang có tình trạng các chủ dự án lợi dụng việc cho phép sử dụng 10% tổng diện tích đất sân golf xây dựng các công trình phục vụ hoạt động của sân golf để xây dựng khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, phục vụ mục đích kinh doanh một cách trái phép. Câu chuyện này được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay. Hồng Quyên xin được phép trích đọc cùng với quý vị khán giả. Theo Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam, cả nước có 75 sân golf đã đi vào hoạt động, chưa kể hàng chục sân golf khác đang được đầu tư xây dựng. Ông Phạm Thành Trí, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, tính trung bình cứ 2 tuần, Việt Nam có thêm một sân golf được cấp phép. Tháng 4 năm 2020, sau nghị định kinh doanh sân golf được ban hành với quy hoạch sân golf quốc gia bị bãi bỏ, nhiều địa phương đã đua nhau kiến nghị chính phủ cho cấp phép đầu tư dự án sân golf. Dự kiến trong thời gian tới, Việt Nam sẽ có thêm hàng trăm sân golf khác khi mà nhiều địa phương tiếp tục trình làng thêm nhiều sân golf mới. Điển hình như là tại Quảng Nam thì dự kiến sẽ cấp phép thêm cho 10 hạng mục như vậy, Bắc Giang sẽ cấp phép thêm cho 7 sân, Vĩnh Phúc sẽ cấp phép thêm cho 10 sân golf. Việc xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sân golf theo quy định tại quyết định 1946 vào năm 2009 của Thủ tướng chỉ được sử dụng đất đã giao để xây dựng sân golf, không được sử dụng đất đã cấp phép để làm sân golf xây dựng nhà, biệt thự để bán, chuyển nhượng. Ngoài ra, tỷ lệ diện tích đất dành để xây dựng nhà ở thấp tầng cho thuê tối đa không quá 10% trên tổng diện tích đất sân golf. Thế nhưng mà, theo tìm hiểu của phóng viên Tuổi Trẻ, nhiều dự án sân golf hiện đã được sử dụng phần đất dịch vụ để phục vụ hoạt động tại sân golf, xây dựng nhà câu lạc bộ, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, chiếm từ 10 cho tới 15% diện tích sân golf, cá biệt có dự án lên tới 20%. Vâng, rõ ràng thời gian 2 tuần để cấp phép cho một sân golf hoạt động là một điều gì đó không rõ ràng đối với rất nhiều bạn đọc, và đây cũng sẽ là câu hỏi của người ta đặt ra rất nhiều với các dự án hiện nay đang tồn tại trên cả nước. Vì sao lại có cái sự không rõ ràng như vậy? Thưa quý vị, không rõ ràng cũng là nhan đề của một bài viết mà tôi nghĩ rằng quý vị và các bạn nên tìm đọc trong cái số báo cuối tuần ngày hôm nay của tác giả Trí Quân, cũng viết về tình trạng bất động sản với rất nhiều những dự án không rõ ràng được cấp phép xây dựng hoạt động hay là sau đó phải khắc phục hậu quả. Quảng Ngãi muốn quỹ dự án công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn Sa Quỳnh vì cho rằng hiệu quả kinh tế xã hội không rõ ràng. Hà Nội quyết định phá bỏ mấy trăm cây lá phong đỏ khô héo gần hết, dù khả năng sinh trưởng của loài cây này được dự báo là không rõ ràng. Cũng như chưa từng có hàng loạt ngàn tỷ phải đắp chiếu do không tính kỹ hiệu quả đầu tư có rõ ràng hay không. Từng có việc một số địa phương còn chần chừ không mặn mà với các danh hiệu danh xưng di sản quốc tế vốn xứng đáng được trao, bởi ôm các danh hiệu danh xưng tầm cỡ được quy định nghiêm ngặt ấy sẽ rất khó, rất vướng trong việc chia dự án, giao đất đai cho các nhà đầu tư, khó phân lô bán nền. 156 hecta đất rừng sản xuất ở Gia Lai vừa được chuyển đổi mục đích sử dụng để làm sân golf thời hạn là 50 năm. Tỉnh Quảng Trị chuyển hơn 360 hecta rừng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để xây dựng khu công nghiệp. Hay trước đó là Quảng Nam chuyển đổi gần 35 hecta rừng để làm thủy điện và bất động sản. Tất nhiên, chính quyền các địa phương và các chủ đầu tư phải cam kết là chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ dự án. Nhưng khả năng về hệ lụy thiên nhiên, về môi trường, về dân sinh có thể xảy ra từ những dự án này liệu đã được tính toán một cách rõ ràng hay không? Câu trả lời vẫn còn đang bị bỏ ngỏ. Chúng ta cũng có thể thấy trong vấn đề vừa rồi và rất nhiều vấn đề khác của xã hội thì người dân của không chỉ ở tại Việt Nam mà trên toàn thế giới thì đều yêu cầu một tính chất chung, đó là dân chủ và minh bạch trong mọi vấn đề và trong mọi dự án. Chẳng hạn như vừa qua một câu chuyện khác liên quan tới việc minh bạch đó được đăng ở trên báo Tuổi Trẻ, có bài viết cụ thể rằng ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền xây nhà cho người nghèo. Một sự việc đang thu hút dư luận được đề cập trên báo Tuổi Trẻ có chia sẻ rằng vào sáng ngày 10 tháng 4 trên Facebook cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải đã có bức thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam và An Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My Quảng Nam và thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Ông Đoàn Ngọc Hải có chia sẻ như thế này: trong vòng 2-3 ngày vừa qua, ông đã chuyển cho huyện Nam Trà My và thành phố Châu Đốc mỗi địa phương 106 triệu đồng để xây nhà tình thương cho người nghèo. Nhưng mà cho tới nay thì tiền đã chuyển nhưng mà thông báo phản hồi của các địa phương về việc xây nhà thì chưa thấy đâu, nên ông mong nhận lại được số tiền của mình đã gửi.
Trả lời về vấn đề này thì ông Lâm Quang Thi, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc cho biết, trước đây thì ông Đoàn Ngọc Hải có đến thành phố Châu Đốc gặp bà Thủy, Phó Văn phòng Thành ủy thành phố Châu Đốc, nói là sẽ tặng và chuyển 106 triệu đồng cho thành phố Châu Đốc để cất nhà cho hộ nghèo. Thành phố Châu Đốc không có còn hộ nghèo, chỉ còn một số hộ cận nghèo và khó khăn thôi. Việc cất nhà tình thương, tình nghĩa, đại đoàn kết phải được bình xét định kỳ hàng năm và công khai, không thể cứ muốn cất nhà là cất liền được. Do vậy, ông đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc chuyển khoản trả lại số tiền. Còn bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, khi nhận được tiền, bà Huệ có gọi điện cho ông Hải nhiều lần để cảm ơn, nói sơ bộ kế hoạch sử dụng số tiền nhưng mà ông không có nghe máy. Theo bà Huệ, số tiền ông Hải ủng hộ, ban cứu trợ họp thống nhất đưa vào quỹ chung, chia đều hỗ trợ cho các hộ làm, sửa chữa nhà, phân bổ theo quy chế chi tiêu của ban, hỗ trợ mỗi hộ 40 triệu đồng trên một ngôi nhà. Bà Huệ cho hay rằng sáng ngày 10 tháng 4, bà đã nhắn tin cho ông Hải. Qua tin nhắn, ông Hải muốn hỗ trợ xây dựng hai ngôi nhà với tổng số tiền là 120 triệu đồng. Hiện ông mới chuyển 106 triệu đồng, như vậy là ông còn nợ 18 triệu đồng. Ông nói sẽ chuyển tiền thêm cho đủ. Bà Huệ cho biết, sắp tới sẽ họp và tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chọn hai hộ để hỗ trợ làm nhà. Vâng, bên cạnh những vấn đề về xã hội thì cũng có rất nhiều những câu chuyện về y tế được báo chí đăng tải trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta có thể điểm qua để có thể là cập nhật thêm về tình hình này. Hiện nay thì bệnh tay chân miệng đang bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước với số ca mắc liên tục tăng nhanh. Và trước tình trạng trên thì Bộ Y tế đã có công văn số 2527 gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo triển khai một số nội dung về tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng. Chúng ta có thể tìm đọc thông tin này trên trang 12 của báo Pháp luật Việt Nam số ra ngày hôm nay. Theo các chuyên gia y tế, không phải ai nhiễm bệnh tay chân miệng đều có biểu hiện của bệnh. Thông thường, biểu hiện sớm nhất của bệnh là chúng ta bị mệt mỏi, sốt nhẹ với nhiệt độ từ 38 đến 38,5 độ C, kèm theo với các tình trạng như là đau họng, sổ mũi diễn ra trong vài ngày. Sau đó sẽ xuất hiện các mụn nước ở niêm mạc miệng, thường là ở mặt trong của má, lợi, mặt bên của lưỡi. Các mụn nước trong miệng dập vỡ rất nhanh, tạo ra các vết loét đau rát. Mụn nước, bọng nước sẽ tiếp tục xuất hiện ở bàn chân, bàn tay, đôi khi gặp cả mụn nước, bọng nước ở mông. Tuy nhiên, có một số trường hợp không điển hình và triệu chứng trên là không rõ ràng. Điều này khiến cho người dân nhầm lẫn với các bệnh khác và thường chỉ phát hiện khi bệnh đã có biến chứng quá nặng. Đặc điểm tiếp theo khiến bệnh dễ gặp nguy hiểm ở trẻ là bệnh thường tấn công ở trẻ có sức đề kháng yếu và thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, rất ít thấy ở trẻ trên 5 tuổi. Trẻ càng nhỏ thì các triệu chứng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Virus gây bệnh tay chân miệng có thể lây lan từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết mũi, họng, nước bọt, chất dịch từ bọng nước hoặc phân của người bệnh. Do đó, bệnh rất khó phòng ngừa, nhất là khi trẻ đi học tại nhà trẻ mẫu giáo. Nguy cơ trẻ lây cho trẻ mạnh nhất trong tuần đầu tiên khi một trẻ nhiễm bệnh, nhưng giai đoạn lây nhiễm có thể kéo dài vài tuần do virus còn trong phân. Bệnh tay chân miệng hiện chưa có thuốc phòng chống virus hoặc các loại vaccine đặc hiệu để phòng ngừa các loại virus enterovirus do gây bại liệt. Các biện pháp điều trị chủ yếu hiện nay đó chính là chúng ta chỉ chăm sóc bệnh nhân, cho bệnh nhân dùng các loại thuốc hạ sốt, giảm đau, bù đủ nước cho bệnh nhân nếu bệnh nhân có tình trạng sốt cao. Bệnh nhân cần được ăn đủ dinh dưỡng, thức ăn lỏng, dễ tiêu, vệ sinh miệng thường xuyên bằng các dung dịch sát khuẩn. Thưa quý vị, đây là thời điểm thay mùa cho nên quý vị cần phải lưu ý đến sức khỏe của mình, không chỉ các bệnh liên quan tới đường truyền nhiễm mà còn các bệnh liên quan tới vùng ngoài da. Và chúng ta cũng có thể thấy là đừng cố gắng để mình trở thành bác sĩ tại nhà. Khi mà chúng ta hay có thói quen tự ý đi mua thuốc mà nên cập nhật các thông tin y tế trên các trang thông tin chính thống của cả nước, và bên cạnh đó nên đến các cơ sở y tế uy tín để có thể thăm khám sức khỏe. Bởi ngày nay đứng trước một rừng thông tin mà chúng ta không biết lấy đâu làm chuẩn thì rất dễ gặp những vấn đề nguy hại đến sức khỏe của chúng ta, đặc biệt như chúng ta hay tin tưởng thông qua các nghệ sĩ hay là những người nổi tiếng, những người có uy tín để chúng ta tin tưởng vào loại thuốc đó, tin tưởng người đó mà dẫn tới chúng ta dùng những loại thuốc hoặc là dùng những sản phẩm mà chưa được kiểm định một cách chính xác do Bộ Y tế hoặc cũng như là các cơ quan chuyên ngành. Nói đến câu chuyện về các nghệ sĩ đã lợi dụng tên tuổi của mình để có thể quảng bá những cái sản phẩm thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài đọc này trên báo Tiền Phong ở trang 4.
Việc các nghệ sĩ dùng tên tuổi và sự nổi tiếng của mình để quảng cáo cho các sản phẩm thương hiệu ngày càng trở nên phổ biến. Nó mang lại một nguồn thu nhập lớn cho các ngôi sao, song cũng có thể khiến họ mất đi hình ảnh, bị fan quay lưng, thậm chí là tẩy chay. Thông tin về bài viết này chia sẻ cụ thể như sau: nếu như trong các nam diễn viên có những diễn viên hài được nhiều người chú ý như là Lê Dương Bảo Lâm, được xem là một trong những thánh livestream, khi mà lên mạng buôn bán đủ thứ thì diễn viên Thanh Hương lại là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất ở khu vực phía Bắc. Sau thành công của vai diễn Quỳnh Búp Bê Người Phán Xử thì tên tuổi của cô ngày càng nổi tiếng, kéo theo đó rất nhiều hợp đồng béo bở. Tuy nhiên, nếu cô trở thành một gương mặt đại diện cho một hoặc hai thương hiệu có tiếng thì dân tình đã thông cảm, nhưng đằng này cô lại quảng cáo cho hàng chục nhãn hàng ở khắp nơi. Nay thì kem dưỡng da không rõ nguồn gốc xuất xứ, mai thì lại là thuốc giảm cân không tem mác, ngay đã thấy quảng cáo thuốc xơ vữa động mạch. Điều này khiến cư dân mạng dậy sóng vì cho rằng nữ diễn viên đã vô trách nhiệm với những người hâm mộ. Việc mà nghệ sĩ nhẫn lời quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội không còn là chuyện mới mẻ. Thù lao từ việc đóng quảng cáo, chia sẻ thông tin, hình ảnh về sản phẩm cũng đem lại nguồn thu đáng kể. Tuy nhiên, nhiều người dễ dãi quảng cáo không chọn lọc sẽ đem lại những hệ quả không khôn lường cho những người tin theo và sử dụng. Một số bác sĩ có phòng khám tại đường Giải Phóng Hà Nội chia sẻ rằng từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám với những tổn thương khó chữa do mua những sản phẩm mà người nổi tiếng quảng cáo trên mạng. Những thành phần chính trong các loại kem này đều là corticoid gây hại cho da, dùng lâu dài sẽ để lại hậu quả nặng nề. Hiện dư luận đang bức xúc với việc quảng cáo tràn lan của các nghệ sĩ. Vâng, đây cũng là một cái sự cảnh báo mà tôi nghĩ rằng là rất cần thiết trong buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay, khi mà chúng ta ngồi quây quần cùng với gia đình để theo dõi tiểu mục điểm báo của chương trình Cà Phê Ngày Mới. Và thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại những thông tin nổi bật mà chúng tôi cập nhật trên báo chí số ra ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc hoặc theo dõi lại trên kênh YouTube của kênh VTC9.